để Trương Mỹ Lan chuyển trái phép hơn 4 tỷ đô la qua biên giới, Lê Minh Hưng có được yên hay không? Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Tờ báo Dân Trí vào ngày 12 tháng 7 đưa tin bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về vận chuyển trái phép 4 tỷ đô la. Bản tin cho biết, theo cáo trạng, bà Lan cùng 8 đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ đô la qua biên giới. Bà Lan bị truy tố về 3 tội danh: rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là kết quả điều tra mở rộng giai đoạn 2 của Bộ Công an liên quan đến ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc thu nhận tiền gửi của người dân cũng như phát hành trái phiếu sai quy định. Đây chính là vụ bà Trương Mỹ Lan lừa đảo tài chính với trị giá lên đến 304.000 tỷ đồng, tức là tương đương 12,4 tỷ đô la, và là vụ lừa đảo trong ngành ngân hàng được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Vào trung tuần tháng 4 năm 2024, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình với bà Trương Mỹ Lan vì vai trò chủ mưu trong vụ án. Các mức án cụ thể của bà Trương Mỹ Lan bao gồm tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là tử hình. Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng bà không chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB như phán quyết của tòa đã quy tội. Các sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB dưới sự chi phối của bà Trương Mỹ Lan với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị đã diễn ra trong thời gian rất dài, khoảng hơn 20 năm. Giới phân tích đánh giá đây là một vụ án tham nhũng gây thiệt hại lớn chưa từng thấy. Nhưng nếu vụ án này sớm được điều tra và điều tra hoàn toàn độc lập, điều tra tới nơi tới chốn, thì chắc chắn sẽ có nhiều quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước phải đứng trước vành móng ngựa. Công luận và giới chuyên gia đã đặt câu hỏi về việc trách nhiệm thuộc về ai và tại sao lại để xảy ra tình trạng quản lý lỏng lẻo gây thất thoát tới hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã lừa đảo trong vòng 10 năm qua với chiêu thức lấy tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước. Trong suốt 10 năm đó, trách nhiệm quản lý nhà nước của các thống đốc ngân hàng nhà nước trong thời kỳ đang ở đâu là một câu hỏi mà dư luận đặt ra. Tại sao và lý do gì mà ngân hàng SCB lại chỉ bị thanh tra duy nhất có đúng một lần? Trong khi việc quản lý, thanh toán hay chuyển tiền xuyên biên giới nằm trong trách nhiệm quản lý của ngân hàng nhà nước, nếu phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ trong việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thì phải kịp thời báo cáo cho Bộ Công an và các cơ quan chức năng để mà điều tra, làm rõ. Vậy tại sao cựu thống đốc ngân hàng nhà nước như ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng và đương kim thống đốc Nguyễn Thị Hồng không bị điều tra để làm rõ vai trò trách nhiệm của họ? Theo giới quan sát liên quan đến ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Lê Minh Hưng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất, bởi ông Hưng là thống đốc ngân hàng nhà nước giai đoạn từ năm 2016 cho đến năm 2020, sau đại hội lần thứ 12. Đây là giai đoạn ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát ăn nên làm ra nhất. Như vậy, liệu trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, một nhân vật lãnh đạo cấp cao của phe Hà Tĩnh, có khả năng được an toàn trong vụ Vạn Thịnh Phát hay không, đang được công luận hết sức quan tâm. Đây là một trong lý do mà lãnh đạo Bộ Công an có thể tận dụng để ép ông Lê Minh Hưng phải rút lui như những ủy viên Bộ Chính trị đã ngã ngựa khác. Đây cũng là cơ hội tạo ra chỗ trống để Chủ tịch Tô Lâm có thể sớm đưa đàn em của mình vào Bộ Chính trị trong dịp Hội nghị Trung ương 10 sắp diễn ra, dự kiến vào tháng 10 năm 2024 tới đây. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin để Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4 tỷ đô la ra nước ngoài, Lê Minh Hưng có được yên hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, uy lực của Tô Lâm giảm sút
quá lớn so với thủ tướng. Trong thời gian gần đây có sự xuất hiện trở lại thường xuyên của một số lãnh đạo phe Nghệ Tĩnh như trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú hay trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trong các hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Mới nhất tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 10 tháng 7, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã thông báo trong vòng 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan này đã thi hành kỷ luật 7.858 đảng viên. Đồng thời, cơ quan này cũng chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc lãnh đạo với các dự án gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Đây là tập đoàn có liên quan đến một số ủy viên Bộ Chính trị đã mất chức như cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Điều đó cho thấy các hoạt động của cơ quan đảng vẫn được triển khai bình thường dù rằng người đứng đầu đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt từ lâu. Đáng chú ý trong các chuyến thăm và làm việc tại các địa phương trên cả nước, kể cả trong chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch Tô Lâm mới đây, người ta thấy xuất hiện của các lãnh đạo thuộc phe Nghệ Tĩnh như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, và điều đó rất gần gũi với ông Tô Lâm. Chưa hết, khi Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính là cánh tay phải của ông Phan Đình Trạc, người ta cho rằng cánh cửa vào nhà Phan Đình Trạc đang bị Bộ Công an mở toang. Nhưng đã hơn 2 tuần, ông Trạc vẫn bình an vô sự, và chưa biết việc này còn kéo dài đến lúc nào. Vì thế, theo giới quan sát, phải chăng cái gọi là kế hoạch tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh của Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an dường như đã dừng lại để không tiếp tục như dự tính ban đầu? Hay giữa phe Nghệ Tĩnh và phe Hưng Yên của ông Tô Lâm đã đạt được một kế hoạch ưu tiên chiếm tạm thời? Tuy nhiên, trên bàn cờ chính trị Việt Nam hiện nay không chỉ có hai phe Nghệ Tĩnh và Hưng Yên, còn có rất nhiều phe cánh và nhóm lợi ích khác nhau đang chi phối, như phe của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phe tướng lĩnh quân đội, Bộ Quốc phòng, vân vân. Nguồn tin nội bộ gần đây đã tiết lộ với Thời báo.de rằng quân đội đang có xu hướng ủng hộ và đứng về phía Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong những ngày gần đây, nếu theo dõi các hoạt động của ông Phạm Minh Chính trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ, trong các cuộc họp quan trọng như Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Hội nghị Quân ủy Trung ương và mới nhất là Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 10 tháng 7, thì sẽ thấy vai trò rất lớn của ông Chính trên chính trường, thậm chí còn lấn át cả Chủ tịch Tô Lâm. Đáng chú ý, Tổng Trọng trên danh nghĩa là Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng vì lý do sức khỏe đến dự không đến dự được hội nghị này, một điều khiến giới quan sát rất bất ngờ và gây ngạc nhiên lớn đó là người thay thế cho Tổng Trọng dự hội nghị quân chính toàn quân, người này không phải là Chủ tịch nước Tô Lâm như đồn đoán trước đó, mà là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đích thân Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã ra tận xe công vụ của Thủ tướng đón ông Chính xuống xe trong một thái độ chân tình cởi mở. Đây là điều trái ngược nếu so sánh thái độ của Bộ trưởng Giang mỗi khi tiếp xúc với Chủ tịch Tô Lâm. Kể cả mới đây trong chuyến thăm Lào và Campuchia, ông Giang đã đi theo để tháp tùng Chủ tịch nước. Cho dù trong thời gian gần đây dưới sự chỉ huy của tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đốc thúc cơ quan an ninh điều tra A09 xử lý dứt điểm đại án cây xanh Công Minh liên quan đến 19 tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, công ty cây xanh Công Minh được cho là sân sau của ông Trần Cẩm Tú. Nhưng cho đến lúc này, chưa có biểu hiện gì cho thấy ông Trần Cẩm Tú, ông Phan Đình Trạc gặp nguy hiểm cả. Mà ngược lại, các lãnh đạo cấp cao của phe Nghệ Tĩnh vẫn bình an vô sự. Trong khi đó, vị thế của Chủ tịch nước Tô Lâm đã suy giảm nhanh chóng nếu so với đối thủ cạnh tranh cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14 sắp tới. Do vậy, có khả năng cao sau khi kết thúc chuyến công du Lào và Campuchia trở về, Tô Lâm sẽ lại nổi giận lôi đình và cho bắt bớ một số vụ việc nho nhỏ để mà lấy lè. Chúng ta hãy cùng chờ thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin cuộc đua ghế Tổng Bí thư, uy lực của Tô Lâm giảm sút quá lớn so với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de